Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 11 giờ 30 phút ngày 6 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Bắc Hà tăng cường liên kết phát triển bền vững cây dược liệu. Doanh nghiệp và người dân mong muốn gia hạn giảm thuế giá trị gia tăng 2%. Tại Sapa, gió Ô Quý Hồ thổi mạnh, nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn. Indonesia công bố lịch trình hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch được tỉnh Lào Cai ưu tiên trong năm 2023 nhằm thu hút khách du lịch đến địa bàn. Trong năm, tỉnh tiếp tục xúc tiến du lịch tại thị trường khách nội địa, ưu tiên các hoạt động xúc tiến quảng bá tại một số trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến du lịch theo phương thức trực tuyến nhằm mở rộng thị trường khách quốc tế, khuyến khích các doanh nghiệp đồng hành trong quá trình phát triển sản phẩm mới gắn với quảng bá xúc tiến du lịch. Đặc biệt với sự kiện 120 năm du lịch Sapa, tỉnh Lào Cai đang triển khai nhiều hoạt động quảng bá du lịch và các sự kiện đi kèm, trong đó có phát động chương trình tri ân khách du lịch nhân dịp 120 năm du lịch Sapa với gần 100 doanh nghiệp đăng ký. Huyện Bắc Hà ký kết biên bản ghi nhớ với 3 công ty dược liệu gồm Nam Dược, Nam Hà và Chafaco về hợp tác trồng trọt, chế biến và tiêu thụ cây dược liệu trên địa bàn. Theo đó, các đơn vị tiếp tục đồng hành cùng huyện Bắc Hà trong triển khai chương trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cây dược liệu, tổ chức tuần lễ hoa cắt cánh, hoa dược liệu và văn hóa Bắc Hà, tổ chức hội thảo về cây cắt cánh, ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư các chương trình thuộc thẩm quyền để phát triển vùng dược liệu, nghiên cứu mở rộng phát triển một số cây dược liệu khác phù hợp với điều kiện địa phương. Việc hợp tác với các đơn vị nhằm gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị, đảm bảo đầu ra bền vững cho vùng nguyên liệu, đồng thời là cơ sở để phát triển bền vững cây trồng tiềm năng tại địa phương. Thực hiện biên bản hợp tác hỗ trợ y tế toàn diện giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và Bệnh viện Bạch Mai, trong 2 năm 2021-2022, các chuyên gia y tế của Bệnh viện Bạch Mai đã đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho 110 cán bộ, nhân viên y tế của tỉnh. Chương trình đào tạo tập trung vào các kỹ thuật từ cơ bản đến chuyên sâu về chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, chuyển giao kỹ thuật xét nghiệm chuyên sâu như vi khuẩn kỵ khí nuôi cấy định danh, kháng sinh đồ, kỹ thuật lọc máu, kỹ thuật phục hồi chức năng, đào tạo chuyển giao can thiệp về tim mạch, tiêu sợi huyết. Bệnh viện Bạch Mai đang chuyển giao các gói kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật cắt khối tá tụy, phẫu thuật nội soi cắt dạ dày trong ung thư, phẫu thuật nội soi cắt u phổi, đốt sóng cao tần điều trị u tuyến giáp, tim phổi nhân tạo ECMO, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 15 về việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng với các nhóm hàng hóa dịch vụ đã hết hiệu lực từ cuối năm 2022. Người mua hàng hóa dịch vụ trở lại mức cũ nộp thuế giá trị gia tăng là 10%. Trong bối cảnh kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhiều ý kiến cho rằng rất cần nối lại chính sách giảm thuế giá trị gia tăng để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Chị Nguyễn Hà Anh thường xuyên đi mua sắm vào mỗi dịp cuối tuần. Theo chị, với mỗi hóa đơn gần 1 triệu đồng sẽ tiết kiệm khoảng 20.000 đồng nếu được giảm thuế giá trị gia tăng. Dù không nhiều, nhưng trong giai đoạn khó khăn này, các khoản được miễn giảm đều rất ý nghĩa. Như các chị đi mua hàng là mua nhiều mặt hàng ấy thì nó sẽ được giảm nhiều thì nó cũng gọi là nó cũng được hỗ trợ thêm cho chị em đi mua hàng thôi. Cũng như người dân, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đều rất mong chờ được tiếp tục giảm thuế VAT 2%. Như với đơn vị này, năm 2022, chính sách giảm thuế VAT đã giúp giảm giá bán của một số hàng hóa trên thị trường, qua đó làm tăng sức mua, góp phần tạo điều kiện để đơn vị mở rộng hoạt động. Thực ra trong tình hình năm nay thì tôi thấy là mặc dù là dịch Covid cũng đã đỡ hơn năm ngoái rồi, tuy nhiên là về cái sức mua cũng như là về cái khả năng tiêu dùng của người tiêu dùng ấy thì tôi thấy là đánh giá là vẫn chưa được cải thiện nhiều so với năm ngoái. Thì tôi nghĩ là cái vấn đề mà giảm thuế VAT của chính phủ thì cũng sẽ kích thích tiêu dùng hơn rất là nhiều. Và thực ra cũng doanh nghiệp cũng sẽ được hưởng lợi từ những và người tiêu dùng cũng sẽ được hưởng lợi từ những cái chính sách này.
Thuế VAT là sắc thuế thu trên toàn bộ mặt hàng từ sản xuất đến tiêu dùng. Việc giảm thuế suất này dù chỉ là 2% cũng sẽ giúp kéo giảm giá thành sản phẩm dịch vụ, góp phần kiểm soát lạm phát. Việc giảm thuế VAT sẽ giúp doanh nghiệp, cơ sở tăng sức cạnh tranh, sản phẩm được tiêu thụ nhiều hơn, làm tăng thêm doanh thu lợi nhuận. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về kinh tế, việc giảm thuế VAT cũng cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Việc mà thực hiện nhiều giải pháp chính sách tài khoá mở rộng thì cũng sẽ làm tăng cái áp lực đối với lại chi tiêu công cũng như là nợ quốc gia của chúng ta. Do đó là chính phủ cũng cần phải có những cái bước đi thận trọng và từng bước trong cái việc là áp dụng các cái chính sách tài khoá để làm sao mà chúng ta cũng không tạo ra áp lực lớn quá cho chi tiêu công cũng như là cho ngân sách nhà nước. Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký nghị quyết, quyết nghị thông qua đề nghị xây dựng dự án nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế VAT như đề nghị của Bộ Tài chính. Trước đó, để kích cầu tiêu dùng, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất giảm 2% thuế VAT với hàng hóa dịch vụ có thuế suất 10%. Cơ sở kinh doanh khi xuất hóa đơn sẽ được giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế. Chính sách này dự kiến áp dụng đến hết năm 2023. Tiếp tục là một số thông tin thị trường. Cùng với các loại nước giải khát, mùa hè, sữa chua được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Tùy thuộc vào thương hiệu sản phẩm, sữa chua có mức giá khác nhau. Cụ thể, sữa chua trắng không đường từ 18 đến 20.000 đồng một vỉ. Sữa chua Nha Đam, hoa quả từ 22.000 đồng đến 35.000 đồng một vỉ. Mức giá này vẫn ổn định trong thời gian qua. Mặt hàng sữa tươi cũng được tiêu thụ tốt tùy thuộc vào thương hiệu sản phẩm và dung tích. Đối với hộp loại nhỏ giá từ 17 đến 20.000 đồng một vỉ, sữa tươi đóng lít 30 đến 32.000 đồng một hộp. Để hấp dẫn khách hàng là trẻ nhỏ, một số hãng có kèm theo sản phẩm đồ chơi, thẻ hình trong các vỉ sữa. Những ngày hè này, mặt hàng kem được bán nhiều, phong phú về chủng loại, mẫu mã, thương hiệu. Giá cả vì thế cũng khác nhau. Cụ thể, kem que hộp sữa dừa, đậu xanh giá từ 35.000 đồng đến 45.000 đồng một hộp. Kem cân đóng hộp nhựa tùy thuộc vào vị như trà xanh, sô-cô-la, đường đen, trân châu giá 60 đến 70.000 đồng một hộp. Kem ốc quế tùy thuộc vào nguồn gốc xuất xứ và nguyên liệu sản phẩm có giá từ 10 đến 25.000 đồng một que. Năm 2023, huyện Bát Sát phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 1.600 lao động khu vực nông thôn. Nhiều giải pháp phù hợp để đạt được mục tiêu này đang được huyện chỉ đạo triển khai. Để tạo việc làm cho lao động nông thôn, các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, xã biên giới, huyện chủ trương đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, mở rộng các nghề truyền thống, nghề trong lĩnh vực du lịch dịch vụ, tuyên truyền vận động lao động nông thôn đi học nghề, đảm bảo 100% lao động có nhu cầu tìm việc làm đều được tiếp cận các thông tin tuyển dụng lao động của doanh nghiệp, các dịch vụ tư vấn giới thiệu việc làm. Đối với công tác đào tạo nghề, huyện đẩy mạnh tuyên truyền đến phụ huynh học sinh, chú trọng hướng nghiệp phân luồng. Huy động học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2023 tiếp tục học trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp nghề, liên kết đào tạo nghề hệ trung cấp đối với các ngành nghề đang có nhu cầu lớn tại huyện và tỉnh. Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn Lào Cai, gió nóng có tên địa phương là gió Ô Quý Hồ gia tăng thổi mạnh, đẩy nguy cơ cháy rừng tại vườn quốc gia Hoàng Liên, thị xã Sapa lên rất cao, ở mức báo động đỏ. Gió nóng thổi theo hướng Tây Bắc, tốc độ gió cấp 3, giật mạnh cấp 4, độ ẩm giảm xuống 51%. Do đặc điểm là khô và nóng nên gió Ô Quý Hồ đẩy nguy cơ cháy rừng lên cao, nhất là ở vườn quốc gia Hoàng Liên, nơi có thảm thực vật dày và núi cao, gió nóng thổi mạnh. Hạt kiểm lâm Sapa và vườn quốc gia Hoàng Liên đã tăng cường lực lượng và phương tiện để chủ động phòng chống cháy rừng có thể xảy ra. Theo đó, duy trì các chốt trực tại những vị trí có nguy cơ xảy ra cháy cao 24/24 giờ. Kết hợp phối hợp với các tổ bảo vệ rừng thực hiện tuần tra lưu động nhằm phát hiện sớm ngăn chặn nguy cơ cháy. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Lào Cai, gió nóng Ô Quý Hồ hoạt động trong 1 đến 2 ngày tới, đến ngày mùng 7 tháng 5 sẽ giảm dần. Thưa quý vị và các bạn, sông chảy từ Bảo Nhai đi Cốc Ly, huyện Bắc Hà từng là tuyến du lịch đường sông hấp dẫn, thu hút đông du khách. Tuy nhiên, khi thủy điện Bắc Hà tích nước, sông chảy cạn, việc di chuyển bằng thuyền khó khăn, tuyến du lịch này gần như ngưng hẳn. Nhưng nay, thủy điện Bảo Nhai 1 đã ngăn đập tích nước,
là cơ hội để Bảo Nhai khôi phục tuyến du lịch này đã hiện hữu. Từ khi thủy điện Bảo Nhai một tích nước, đi thuyền trên sông chảy không còn khó khăn như trước, việc ngày càng có đông khách du lịch lựa chọn tuyến đường sông hấp dẫn này trong hành trình trải nghiệm giúp cho hộ anh Hà Quang Chính cũng như nhiều người dân ở Bảo Nhai làm nghề lái thuyền kinh doanh nhà nghỉ homestay rất vui mừng. Bây giờ đóng nước hơn thì nó nhiều khách hơn anh ạ. Vâng, bởi vì cái lượng khách của nó đi rất đông luôn. Khi tuyến du lịch này khách qua đây rất là đông, rất muốn khách lưu trú nghỉ lại, rồi chúng tôi muốn sửa sang nhà cửa để cho khách lưu trú. Theo thiết kế thủy điện Bảo Nhai 1, thủy điện Bảo Nhai 2 đến chân thủy điện Bắc Hà sẽ dâng lên thành vùng hồ rộng lớn, tạo điều kiện cho thuyền bè đi lại dễ dàng thuận lợi. Đây là điểm mấu chốt thu hút khách du lịch lựa chọn ngắm cảnh tuyến đường sông này ngày một đông. Nắm bắt cơ hội, Bảo Nhai đã xây dựng kế hoạch khôi phục lại tuyến, bảo đảm hoạt động bài bản hơn. Sau khi cái lượng nước mà nó ổn định trên sông ấy thì là cái lượng khách trên một tháng cũng đạt 600-700 lượt khách trên một tháng, và là cũng nâng cao cái thu nhập cho người dân tại thôn Trung Đô. Hiện xã Bảo Nhai đã có chủ trương lập bến thuyền mới xuất phát từ thôn Trung Đô, đồng thời tổ chức lễ hội truyền thống như lễ khao quân vào tháng 7 hàng năm, lễ hội xuống đồng đầu tháng Giêng, lễ hội đua thuyền, du lịch tâm linh gắn với đền Trung Đô, bảo tồn cảnh quan bản sắc văn hóa dân tộc địa phương nhằm tạo điểm nhấn thu hút du khách. Đây là nỗ lực của địa phương nhằm khôi phục lại tuyến du lịch sông chảy nổi tiếng một thời, tạo cơ hội mới cho Bảo Nhai khai thác tiềm năng thế mạnh, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thông tư 02 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20 của Chính phủ quy định đối tượng thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, bao gồm: đối tượng chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật, đối tượng không còn đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gồm trẻ em dưới 16 tuổi không có người nuôi dưỡng, trẻ em nhiễm HIV/AIDS không thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật được quy định chi tiết tại Nghị định 20. Đối tượng chấp hành án phạt tù ở trại giam hoặc có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thôi hưởng trợ cấp xã hội. Đối tượng từ chối nhận chế độ, chính sách. Sau 3 tháng kể từ khi có quyết định tạm dừng chi trả trợ cấp xã hội quy định tại thông tư 02 mà đối tượng vẫn không chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng trợ giúp xã hội hoặc thông tin khác phục vụ công tác quản lý đối tượng. Trong phần tiếp theo của chương trình, số ca mắc mới COVID-19 tăng cao nhất trong hơn nửa năm qua. Ai Cập phát hiện nhiều đồ gốm từ thời La Mã. Tin từ Bộ Y tế, ngày 5 tháng 5, cả nước có 3.399 ca mắc mới COVID-19, tăng hơn 1.000 ca so với ngày 4 tháng 5 và là ngày có số ca mắc cao nhất trong hơn nửa năm qua. Cùng với ca mắc mới, bệnh nhân thở oxy cũng tăng lên 161 ca, cao nhất trong thời gian gần đây. Về tử vong, trong hơn 2 tuần qua đã ghi nhận 9 ca. Có những trường hợp bệnh nền nhưng không tiêm đủ mũi vaccine theo khuyến cáo. Bộ Y tế và các chuyên gia dịch tễ, truyền nhiễm đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiêm vaccine cho người thuộc nhóm nguy cơ cao để bảo vệ chặt chẽ hơn nữa những đối tượng này trước diễn biến tăng về số ca mắc. Đồng thời, khuyến cáo người dân cần chủ động các biện pháp phòng dịch, tiêm mũi vaccine phòng chống COVID-19 theo khuyến cáo của ngành y tế. Theo Bộ Nội vụ, thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030, dự kiến số cán bộ công chức cấp xã dôi dư là gần 49.000 người và người hoạt động không chuyên trách dôi dư là gần 28.000 người. Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị định quy định về tinh giản biên chế để thay thế nghị định số 108, nghị định số 113 và nghị định số 143. Nếu không bổ sung chính sách này, nhà nước vẫn phải chi trả tiền lương đối với một số cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dư dôi với số tiền dự kiến là 19.464 tỷ đồng và một số khoản bảo hiểm theo quy định. Tuy nhiên, với chính sách mới thì ngân sách nhà nước sẽ phải chi trả ít hơn 9.732 tỷ đồng so với việc chi trả tiền lương phụ cấp, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của đối tượng dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.
Chữ ký số đang trở thành tấm giấy thông hành không thể thiếu trong hành trang của mỗi công dân thời 4.0. Để đạt mục tiêu 10 triệu chữ ký số cá nhân trong năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đang triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy người dân sử dụng dịch vụ ký số. Chữ ký số có vai trò tương tự chữ ký tay của cá nhân hay một con dấu của cơ quan doanh nghiệp và được pháp luật thừa nhận về mặt pháp lý khi thực hiện giao dịch trên môi trường điện tử. Để có thể sở hữu một chữ ký số cho riêng mình, người dân cần thực hiện các bước xác thực tương tự như thẻ ngân hàng hay chứng khoán, cung cấp căn cước công dân, định danh điện tử. Mọi thủ tục chỉ mất chưa đầy 5 phút. Khi mà đăng ký một cái dịch vụ gì công mà mình không phải đến tận nơi, mình tham gia công tác xã hội có văn bản mà đã yêu cầu ký, mình không cần phải đến cơ quan mà mình ký tại nhà, như vậy là rất là có hiệu ích. Để thực hiện được tất cả các cái giao dịch có chấp nhận, ví dụ như là thực hiện việc ký kết cái hợp đồng mua bán điện, mua bán nước với các cái dịch vụ công ích, rồi các cái dịch vụ với ngân hàng hoặc là các cái dịch vụ về giao dịch dân sự khác. Bộ Thông tin và Truyền thông đã xác nhận 23 đơn vị tại Việt Nam có thể cung cấp chữ ký số. Chương trình lần này có 7 đơn vị cung cấp chữ ký số công cộng tham gia triển khai mô hình ký số từ xa. Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã làm việc với các cái đơn vị liên quan để mà thúc đẩy cái việc đa dạng hóa cái dịch vụ mà ứng dụng chữ ký số này, cụ thể như là kết nối các cái cổng dịch vụ công để sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Hiện cả nước có hơn 2 triệu thuê bao sử dụng chữ ký số, trong đó chữ ký số doanh nghiệp chiếm hơn 76%, còn lại là chữ ký số cá nhân. Chữ ký số cá nhân sẽ là xu hướng phát triển tất yếu. Đây cũng là chủ trương mà chính phủ đang thúc đẩy với mục tiêu đến năm 2025, 50% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân. Đến năm 2030, con số này là trên 70%. Theo sẽ là những tin tức quốc tế. Ngày 5 tháng 5, Ngoại trưởng Indonesia cho biết hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 42 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 5 tại thị trấn Labuan Bajo. Hội nghị năm nay sẽ thu hút sự tham dự của 8 nhà lãnh đạo các nước thành viên, cùng Tổng thư ký ASEAN và Thủ tướng Timor-Leste. Đại diện của Myanmar không được mời theo quyết định của các nhà lãnh đạo ASEAN, trong khi Thủ tướng Thái Lan không thể tham dự do bận lịch bầu cử tại nước này vào ngày 14 tháng 5 và chỉ cử Phó Thủ tướng làm đặc phái viên tại hội nghị. Hội nghị cấp cao ASEAN năm nay bao gồm 8 phiên họp, trong đó có phiên họp toàn thể, phiên họp hẹp và các cuộc gặp giữa những nhà lãnh đạo ASEAN với đại diện các tổ chức chính trị đa phương ở khu vực. Mới đây, trong cuộc gặp tại thủ đô La Habana, Chủ tịch Cuba và Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do LDP của Nhật Bản đã hoan nghênh những tiến bộ đạt được trong hợp tác song phương và nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Cuba nhấn mạnh La Habana và Tokyo đã phát triển quan hệ mẫu mực về sự minh bạch, tôn trọng lẫn nhau và không phụ thuộc vào áp lực của bên thứ ba. Ông đánh giá cao những hỗ trợ mà Nhật Bản đã dành cho đảo quốc Caribe thông qua các chương trình phát triển kinh tế xã hội và cảm ơn sự ủng hộ của Tokyo trong cuộc chiến chống bao vây cấm vận. Về phần mình, ông Motegi đánh giá cao cơ hội được trao đổi và chia sẻ ý kiến thẳng thắn với Cuba trong thời điểm cả hai nước đều đang giữ chức chủ tịch của các tổ chức quốc tế quan trọng. Trong báo cáo được công bố ngày 5 tháng 5 của tổ chức Carbon Tracker, nhiều tập đoàn tài chính lớn lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực hạn chế tình trạng nóng lên toàn cầu, nhưng lại đang đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào những doanh nghiệp dầu khí lớn nhất trên thế giới. Theo báo cáo, 25 thành viên thuộc sáng kiến Net Zero Asset Manager hiện nắm giữ tổng cộng 417 tỷ đô la Mỹ cổ phần tại 15 doanh nghiệp dầu khí lớn trên thế giới. Không doanh nghiệp nào trong số 15 đại gia dầu khí trên có ý định phát triển kinh doanh phù hợp với Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, trong đó đề ra mục tiêu hạn chế nhiệt độ trái đất tăng không quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Mới đây, Ai Cập thông báo đã phát hiện một số lượng lớn đồ gốm, gốm các bình và vỏ hai quai có niên đại từ thời kỳ hậu nguyên của Ai Cập cổ đại và thời kỳ Hy Lạp La Mã tại địa điểm khảo cổ trên bờ phía tây của kênh đào Suez.
Ngoài những đồ gốm nêu trên, phái đoàn các nhà khảo cổ Ai Cập và Italy cũng phát hiện ra con dốc lớn dẫn lên đỉnh của một bức tường khổng lồ được phát hiện hồi năm 2017. Bức tường này hình thành nên bức tường lớn ở phía bắc thành phố Ismailia. Con dốc đã góp phần rất lớn vào nhiệm vụ bảo vệ một trong những lâu đài quân sự cổ ở phía đông, cũng như lối đi được sử dụng để thu phí và làm các thủ tục hải quan trên tuyến thương mại, đảm bảo an toàn cho hoạt động giao thương và đẩy lùi các cuộc tấn công ở phía đông. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh ngày 6 tháng 5 năm 2023. Vùng đồi núi thấp, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, độ ẩm trung bình trên 60%. Vùng đồi núi cao, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời mát, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, độ ẩm trung bình 65%. Thành phố Lào Cai, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, độ ẩm trung bình trên 60%. Khu du lịch Sapa, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm trung bình trên 65%. Khu du lịch Bắc Hải, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió Nam cấp 2, đêm về sáng trời mát, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, độ ẩm trung bình 65%. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về thời tiết trong tỉnh đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.